Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay là ngày thứ N, không biết thứ mấy luôn á. Cũng hơn một tuần lễ rồi. Buổi hồ cùng với lại các anh em đang có mặt tại ngôi nhà của cô Chính cùng với lại năm người cháu. Và đây là trên cái khuôn viên ngôi nhà cũ nhưng mà là một ngôi nhà đang xây nha. Thì khoảng còn 3 ngày nữa thì có thể là các anh sẽ hoàn thành và sẽ tiến hành bàn giao ngôi nhà cho cô Chính để cho các bé có nơi vào ở. Tại vì ngày hôm qua thì Bùi Hồ cũng nghe cô Chính nói là các bé bây giờ đã phân định phần sợ cái phòng sẵn rồi, bé nào ngủ phòng nào và cô ngủ ở đâu, mong mỏi lắm rồi. Thậm chí là các anh em bây giờ cũng đang rất là trông ngóng một cái ngôi nhà mới. Các anh thợ thì cũng phải cố gắng làm hoàn thành cho xong, tại vì anh Hợp cũng còn khá là nhiều công trình ở trên quê Đồng Tháp á. Vậy thì anh cũng phải còn 2-3 công trình nữa anh Hợp hả? Ừ. Và đây là ngôi nhà thứ 5 mà anh Hợp cùng đồng hành với lại Bùi Hồ. Thứ 6 hay thứ 5 anh Hợp? Thứ 6. Thứ 6 anh Hợp cùng với lại anh Vũ và Bùi Hồ đồng hành với nhau để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà thứ 6 đối với những ngôi nhà thiện nguyện thôi, chứ anh thì cũng cất cũng không biết bao nhiêu ngôi nhà, nói anh Hợp hả? Cũng từng mấy chục năm trong nghề rồi. Vừa làm bên xây dựng nhà nước, vừa mới về làm tư. Dạ. Ở mỗi ngôi nhà khác nhau thì có cái cách nó bố trí khác nhau, và với số tiền ủng hộ khác nhau thì mình cũng sẽ có cái cách xây dựng ngôi nhà nó khác nhau. Ai thì giúp đỡ thì cũng muốn giúp cho một hoàn cảnh nào có đầy đủ ngôi nhà tường cho nó đẹp. Tuy nhiên thì sau khi giúp thì cũng còn phải chừa một cái phần tiền cho chủ nhà vô để mà có thể làm vốn để mà làm ăn á cô bác anh chị. Hôm nay leo lên độ cao này mới thấu hiểu cái độ trên vên của nghề thợ hồ. Đây là một chỉ một dàn giáo thôi nha, có đôi khi là các anh phải leo lên là tới mấy chục dàn giáo hơn hả? Ba tấm ở đây mình làm cái ba tấm trở lại, bốn tấm. Hồi đó giờ anh leo cao nhất là bao nhiêu dàn? Ba tấm nó chạy ra tới 7, 9, 10 mét. À còn một cái dàn giáo này cao nhiêu mét? Mét năm, mét bảy, có chỗ mét bảy. Làm nghề hồ này mà không sợ độ cao thì làm mới được, nhưng Bùi Hồ thì hơi sợ độ cao. Lúc nãy thước phim không có quay leo lên đây cũng chật vật lắm, leo lên mà cái dàn giáo nó cứ lắc lư nè đó. Thành thử là cũng tại vì đối với những người không sợ độ cao thì leo đây là bình thường, nhưng mà đối với Bùi Hồ thì sợ leo lên mà tới trên nóc ở trên là thôi hai cái chân nó rung hơn là hai cái chân gà nữa. Anh đang quét lại, và cô bác quý anh chị thấy là anh Hợp đang bắt cho nó vuông mấy cái cạnh này so với cái lam nè, và anh Hợp sẽ làm cái chỉ này cặp này anh Hợp à. Hồ đâu có chỉ luôn à. Khi khô thì ảnh sẽ đắp cái chỉ, anh nói câu cái này là mới có phần thô thôi, sau này ảnh còn trang điểm cho cái phần này để làm bê lăn bê đồ nữa. Là một cái màu này thông tin với cô bác của anh chị là màu xanh ngọc, màu xanh ngọc nha. Cho nó tương đối màu nó gần vậy à, nó giống như màu lao phong vậy á. Màu gạch nó cũng giống vậy luôn, xanh ngọc là vậy. Dạ. Từ cái đoạn này cho đến đoạn đó là hồi sáng giờ anh làm là bao lâu? Mày chắc cả tiếng đồng hồ á. Cả tiếng đồng hồ à. Ở trên cao làm nó hơi bị không có cao bọng gì cũng bình thường, mà cái nó có này cạnh gốc cạnh rồi hơi lâu, cạnh chỉ rồi hơi lâu à. Có nghĩa là những cái cạnh cái chỉ này thành thử là tô nó hơi lâu đúng không? Nó khô quá làm cũng không được, mà nó ướt quá làm không được, nó phải tương đối vừa nó làm mới được. Nhưng cái này nó khô quá thì nó cháy làm nó bể, còn mà nó ướt quá thì nó sợi nó làm không được à. Phải căn đó làm sao nói làm kịp thợ à. Làm rất là đẹp ha, tô rất là dễ thương. Ở quay mặt bên kia anh Một Đồng, cái đó anh Hùng thì làm cái mặt ở bên đó luôn. Thông tin với cô bác với anh chị là cái mặt ở bên đó đó là cũng dán gạch lên 1.5 mét bằng dưới ở bên đây luôn, cũng đi chỉ là vậy luôn. Và ở phần trước tí xíu nữa thì Bùi Hồ quay mặt dựng cho cô bác với anh chị xem, thì các anh sẽ dán gạch làm sao che luôn cái giấu luôn cái phần tôn đúng không? Có nghĩa là dán gạch tràn qua cái cây cột giấu luôn cái phần tôn thì nhìn cũng dễ thương lắm. Ngày hôm nay thì cửa thì nẻo cũng cứng ở bên kia, các anh cũng tháo ra để mà cho tiện cái việc mà vận chuyển vật tư vô á, đi lại. Ở bên đây chắc cũng cỡ hơn cái tiếng nữa hả? Ừ. Làm lâu ha? Đó, ăn thêm hai cạnh cửa buồn nữa. Ừ, còn hai cái góc của cửa buồn nữa. Dán thì dán gạch cũng đã xong hết rồi. Ở ngày hôm nay thông tin với cô bác anh chị là cũng vất vả cho các anh thợ cũng như các anh phụ. Ở xứ Trà Vinh đó ha, mà nổi tiếng nhất đó là bánh tét trà cuôn của Trà Vinh. Ta nói là Trà Vinh đón chào mời nhau bánh tét á. Ngoài ra thì còn có thêm một cái đặc sản đó là dừa sáp. Đó, một trái dừa này cô bác quý anh chị đón xem thử bao nhiêu tiền. Hai trái. Này Út Đồng Tháp mới đi mua nè. Trái to, trái nhỏ, hai trái này khác nhau. Và hai loại khác nhau luôn ha.
Loại bên đây là loại sáp, còn loại bên đây có nước đúng không? Không phải, là một loại đặc, một loại hơi lỏng lỏng, là loại đặc á, là loại một là 150.000, còn trái phiếu đại trái bùi hộ á là loại hơi 100.000, là 100.000. À, loại này là trái bự nhưng mà giá tiền nhỏ, loại này trái nhỏ nhưng mà giá tiền bự. Này là 150.000 có nè, còn này là 100.000. À, giờ sáp thì vừa hồi cũng nghe nói nhiều rồi, mà xuống Trà Vinh cũng mấy anh em xuống cũng 2-3 lần chưa có được thưởng thức. Trưa nay á, buổi trưa mấy anh em mình làm thử này ha. Giờ sáp một trái này là 150.000, nó khoảng gấp 10-15 lần. Mười lăm lần trái dừa bình thường. Một trái này là mua được 15 lần trái dừa bình thường. Không biết có gì ngon mà nó lại đắt như vậy luôn á. Chưa có thưởng thức nên chưa biết. Cô bác anh chị có thể cho Bùi Hồ biết cái cách sử dụng không? Nghe nói rằng là để bổ trái dừa này ra, rồi nạo cái phần cái ra, rồi để sữa, rồi để đậu phộng vô, rồi sau đó là để nước đá vô rồi trộn ở trong một cái ly. Nghe nói thôi, cái đó là nghe nói không, không biết có đúng không. Cô bác anh chị mà ở Trà Vinh để lại một cái bình luận để hướng dẫn cho Bùi Hồ cùng các anh thợ thưởng thức cái trái dừa sáp này vào buổi trưa ha. Hai trái này là 250.000. Mà cô bác anh chị, mình có sự so sánh nhưng mà khập khiển như chỗ này ha. Cái này là đồ ăn chơi thôi, ăn để mà cho thưởng thức thôi. Hai trái này bằng, có thể gần bằng tiền phụ hồ của anh lớn trong vòng 8 tiếng. Đúng không anh Hợp? Đúng, có 200 ngoại. À, hai trái dừa này thôi là bằng tiền phụ hồ của anh lớn là trong vòng 8 tiếng đồng hồ. À, kinh khủng không? Nhưng mà để thưởng thức này, mua ăn để thưởng thức thử cho biết. Cô bác anh chị mà cô chú anh chị mà ở nước ngoài á, mà quê ở Trà Vinh hay là quê ở miền Tây thì chắc có thể là biết được cái trái dừa này. Và nếu như mà xa quê càng lâu thì ở Trà Vinh thì sẽ nhớ thêm cái vị này. Ngoài ra Trà Vinh còn có thêm một cái đặc sản, đó là bún nước lèo Trà Vinh. Bún nước lèo Trà Vinh thì nó nấu theo cái vị mắm bột hóc, là một mắm đặc sản của người Khmer, và nấu với lại nấm gươm, với lại ăn với loại rau ghém gồm có là bắp chuối với lại chuối cây, ăn cũng ngon, giá cũng phải chăng lắm. Anh Hợp anh cũng thường ăn à, người ta ăn tô có 15.000, hôm qua anh Hợp kể anh ăn tô 35.000. Tô 35.000 là sao anh Hợp? Ta đem ra quyết rồi chả giò rồi heo quay. Ta để đó, mình muốn ăn thì ăn, không ăn thì ta tính tiền cái tô kia không à, còn ăn thì tính hết, ăn tính hết là 35.000. Tức là anh không biết, tưởng đâu cái đó cái phần mình ha, phần mình phải ăn hết. Ai về đâu không phải nói xứ đây sàn quá, đem về quá nhiều đồ nè, ai về ăn xong tính tiền. Có nghĩa là ăn giống như là topping. Có nghĩa là mua tô bún là tô bún thôi, là 15.000. Quyết thì 3.000 miếng, 2 miếng là 6.000. Heo quay là tính riêng, để không ăn thì thôi. Bánh giá là có nơi gọi là bánh cống á, là để riêng. Rồi chả giò để riêng. Mình mua tô bún mình chỉ ăn tô bún mình 15.000. Anh Hợp anh ăn luôn, có nghĩa là anh giống như là bánh, anh tưởng đâu giống như là bún nước lèo của Sóc Trăng. Là mua một tô 35.000 thì gồm có bún lèo Sóc Trăng thì gồm có là tôm rồi cá rồi mực rồi đủ thứ á. Còn này là ở đây là bán riêng vậy á, nên anh ăn hết 35, anh nói sao bán đi, sao bán sao mắc như ta, mình nói ủa sao mắc á. Nhưng mà tại vì anh ăn hết mấy cái phần topping còn lại luôn nên là nữ là vậy, chứ mà tô bún nó chỉ có 10 mấy ngàn thôi đó. Đồ ăn ở đây cũng khá là rẻ, cũng vừa phải, cũng 25.000 rẻ, phù hợp với lại mức sống của những người lao động như thế này. Bây giờ xuống hay là tô nữa anh? Xuống đi, xuống. Mệt dữ không? Nó có gì đâu mà xuống giờ này qua cho là mệt tay mệt chân, nó đỡ hơn là mệt óc. Làm như anh Hợp cũng phải tính toán, rồi thậm chí là mệt óc hơn lên mạng bị nói này nói kia nói ra nói vô đồ mệt óc lắm, buồn lắm. Mà như anh em của tụi mình thì quen rồi, anh em của tụi mình thì ai nói sao cũng được, càng góp ý thì càng hoàn thiện hơn, mà đừng chửi nặng quá là buồn lắm. À, bây giờ đi xuống nè, tôi đi xuống hồi nãy đi lên không có quay, nhưng mà đi xuống quay nè. Vĩnh nè Hoàng Vĩnh. Dạ Vĩnh, Vĩnh ở đây là nó yếu lắm nha, dục chiếc dép xuống trước đi. Dạ hồi đó giờ chưa đi phụ hồ nha, có bán vé số không à? Dạ để có đi bán vé số là có thật luôn, có đi phụ hồ hồi đó trước khi anh Hợp cho em mượn cái mic. Thông tin cô bác với chị là ngày xưa có đi phụ hồ làm giống như lớn vậy đó, và làm cái công trình nhà nước, cái trường học gần nhà. Sau khi thi phổ thông xong thì đợi đến ngày đi học đại học á, đi phụ hồ thử cho biết. Đi phụ hồ 3 ngày, đứng nắng chóng mặt quá, cái thôi muốn gần muốn xỉu luôn, cái nghỉ luôn.
cái ví dụ như người ta trả người khác là khoảng 250, trả mình lúc đó khoảng 150 ngàn ngày chứ, lúc đó là lâu lắm rồi, 150 ngàn ngày thì tiền cũng quý lắm. Xong mình có nghĩa là sức khỏe yếu, chịu nắng cũng được, không quen, làm như anh lớn cực lắm, phải vô cùng cực luôn quá anh chị. Bây giờ qua đây đi xíu ha, đây các anh cũng đang tô mặt trước nè. À, cô bác anh chị thấy không, sáng nay anh cũng đổ đà xong luôn rồi nè, à, đổ cái đà lớn ở trên xong luôn rồi đó, cũng có cái làm gió giống như ở trên, và anh đang tô xong thì để cho hồ khô thì anh sẽ ốp gạch lên, và anh dán gạch thì sẽ giấu luôn cái phần cột này nè cô bác anh chị, đây giấu luôn cái phần này nè, đó giấu luôn cái phần cột này, giấu luôn phần con này, có nghĩa là mình nhìn trực diện, nhìn thẳng vô á, vuông góc vô thì ngôi nhà này là giống như là ngôi nhà tường vậy. À, bây giờ cô bác anh chị vô đây ha. Phải nói là anh Hợp là sơ hở là dán, sơ hở là dán. Đây, đợi cái này chút xíu mới dán hên hồn. Có nghĩa là anh xây, anh dạ, anh kéo ngoài đó xong hết, đầu giờ chiều nay anh dán cái mặt này. Có nghĩa là dán 1,5 m luôn nha cô bác anh chị. Nó bằng với ở trong này luôn. Đây. Tí từng nữa anh bắt cái chỉ dọc theo cái làm đó luôn. Làm này hơi cực công tí xíu. Qua đây đi. Đây, cái phần này xong rồi nè, thấy không? Cô bác anh chị thấy không? Nhìn dễ thương ghê ha. Cái đằng này là dán lên 1,5 m luôn. Có một cái điều rất là dễ thương như thế này. Bùi Hồ hôm qua cũng có, sau khi về nhà nghỉ có trao đổi với anh Hộp á. Nó gạch của anh Hợp dán đẹp hơn so với một số chỗ khác. Vì gạch của tường này nè, anh dán là gạch hình chữ nhật nằm ngang. Có nghĩa là lên này 3 tấc, chạy dài này 6 tấc. À, là hình chữ nhật nằm ngang nó sẽ đẹp hơn so với hình chữ nhật nằm đứng. Hình chữ nhật đứng thì anh Hợp mới nói hình chữ nhật đứng bây giờ người ta ít sử dụng lắm, nó lỗi thời rồi. Nên thành nữ là hình chữ nhật này nó nằm ngang nhìn cũng dễ thương ha. Anh Đồng thấy sao? Anh thấy thì gạch nằm này nó bây giờ nó phù hợp hơn là gạch đứng á. Đúng rồi. Gạch đứng ngày xưa thì xài gạch đứng không à. Ừ. Bây giờ là đa số xài gạch nằm này. Nhưng mà thấy dễ thương. Dễ thương đẹp. Thì cô bác anh chị còn đây nè, phân tích cái vụ mà tô hồ trước tô hồ sau, phân tích này cho rõ. Cô bác anh chị thấy ở đây không? Cái viên gạch nó có chỗ này không? Nó có cái cạnh ở trên đây nè. Thì dán gạch trước sau đó anh tô ở trên này thì nó sẽ bằng với cái phần này luôn. Thì gạch giống như là gạch âm vậy đó. Thành nữ khi mà anh nói là anh Hợp nói là khi mà con thằng lằn á mà nó có đi phân xuống á thì nó sẽ không rớt dính ở trên cái phần này, nó sẽ trơn xuống luôn, có nghĩa là cái phần gạch này nó bằng với cái phần hồ ở trên luôn. Trước đây á thì người ta sẽ dán gạch này dán nổi thì nó sẽ còn cái cạnh này, còn cái cạnh này thì ở trên này á là nó sẽ đi phân ra lằn xuống rồi, hoặc là nó sẽ khó lau chùi hơn đó. Còn phần trên thì mình sẽ lau trên này nó dễ hơn đó. Thông tin với cô bác của anh chị cũng có nhờ sự góp ý của cô bác của anh chị mà các anh em mới biết thêm những cái công trình, những cái hạng mục như thế này. Chỉ là quay review để cho cô bác của anh chị biết thôi. Còn đây, các anh dán thẳng lên ốp sát cái phần này luôn, thấy không? Ốp sát cái phần này luôn nè. Đó. Và sau này thì các anh sẽ chạy gòn, chỉ gòn màu trắng ở tại chỗ này. Ở dưới này thì đi gạch nền màu trắng luôn, nhưng mà vân ngọc, vân gạch màu xanh. Nó giống như là cái màu bê xanh ngọc ở trên này luôn. Có nghĩa là ở chỗ nào có tường thì các anh dán xong thì anh sẽ bê một cái màu xanh ngọc lên hả, sẽ rất là đẹp. Dạ, cũng có cô chú để lại cái bình luận là những ngôi nhà tình thương trước thì không có dán gạch tường với lại xây ở mặt trước các Bùi Hồ. Vì sao mà nhà của Úc xây nhà những vách trước và dán gạch ở trong phòng ngủ Bùi Hồ? Đến thời điểm bây giờ thì khoảng hơn một tháng, gần 2 tháng là nhà cô chính để chia sẻ. Dạ, chia sẻ hết như thế này thì hậu cũng đã nói rồi, tùy theo cái hạng mục, tiền cái mức lãnh và tiền cô chú ủng hộ đến bây giờ chia sẻ như thế này cho nó dễ nè. Trong thời gian gần 2 tháng mình đã cắt 6 căn nhà, cũng là kể luôn một căn có tú của Úc Đồng Tháp cắt được sự ủng hộ của chị Tửng á. Thì căn nhà đầu tiên là căn nhà sàn của Úc Nhất, là dán gạch lên đi nhà sàn mà dán gạch là điều đó là phá cách rồi, ở trên quê mình cũng chưa có, đúng không? Nhà sàn thì chống nước nhưng mà dán gạch lên lót xi mô, dán gạch là cái đó là cái điểm mới, nhưng nhà sàn đâu có xây được đó. Câu hỏi của anh chị, ngôi nhà thứ hai
là ngôi nhà của chị Thu. Ủa anh Tú. Ngôi nhà của anh Tú là được làm trên nền của ngôi nhà cũ, cũng xây tường hết, sửa lại hết, đúng không? Ngôi nhà thứ ba là ngôi nhà của chị Thu, đúng không? Ngôi nhà của chị Thu là cũng sửa trên nền ngôi nhà cũ, chắc chắn là vậy. Lúc đó thì nhận được khoảng 100 triệu thì mình làm sao để cho cô còn có lại 30 triệu có sổ tiết kiệm nữa. Đó, mà làm trên ngôi nhà cũ lúc đầu nghĩ là chỉ sửa lại cái phần tôn trên thôi, để cho cô không bị mưa bị nắng, nên đâu có xây được. Xây được làm mới hết thì nó phải mới hết cái khó. Ngôi nhà thứ 5 là ngôi nhà của Tú Cà Mau. Tú Cà Mau thì cũng có xây đằng trước, cũng có dán gạch luôn, và cũng có xây lên ba viên gạch như thế này luôn. Nhưng mà tại vì chắc có lẽ là kênh Út Đồng Tháp không có quay nên là nữ không có cập nhật được. Cũng có xây nhưng mà không có dán gạch hẳn lên trên. Ngôi nhà thứ thứ 5 là ngôi nhà của chị cô Út. Thì là ngôi nhà lúc đó thì nhận cũng không có được nhiều tiền cho lắm. Mà ngôi nhà đó thì mình cắt tiền chế thì nó cũng khá là đẹp. Đó, mọi thứ là nó đều rất là đẹp. Và ngôi nhà, cô báo với chị là cứ nói một cái câu là theo cái số tiền này thì sẽ cắt được một cái ngôi nhà tường. À, cái đó là một cái câu rất là áp lực nha cô bác anh chị. Theo số tiền này thì sẽ làm được một cái ngôi nhà tường. Nhưng mà cô bác anh chị có chia nghe anh Hợp chia sẻ rằng là ngôi nhà tường anh Hợp vẫn có thể cắt được. 100 triệu anh cắt vẫn được. Nhưng mà lương tâm nghề nghiệp xây dựng của anh không cho phép vậy. Tại vì nếu như mà xây ngôi nhà tường là phải cuốn nền rồi đổ đà dồn vô cái phần móng nó nhiều lắm. Tại vì không dồn vô phần móng thì cái phần xây ở trên này nè, ở 5 năm cái xé tường, những cái hộ khó khăn có đầu xây. Nên là nữ là mình làm phải cho nó chắc chắn. Và ngôi nhà này á, thì thông tin với cô bác của chị cũng nhận số tiền khoảng 110 mấy triệu. Đến thời điểm giờ cũng khoảng hơn trăm triệu. Tại vì ngôi nhà của cô có nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh nó dồn rất là nhiều tiền nha cô bác của chị. Cái nhà vệ sinh của Út Nhất mà cô bác của chị biết là anh Hợp anh làm là 20 mấy triệu. Tại vì anh Hợp làm rất là kỹ bằng ngăn lắng, ngăn lọc, ngăn chứa. Đó, sử dụng mấy chục năm, khoảng 10 người là bình thường. Đó, nên là nữ là dồn tiền vô nhà vệ sinh. Còn ngôi nhà này có nhà vệ sinh cũng đã có sẵn rồi thì làm luôn cái phần này thì nó cũng không có bao nhiêu tiền. Mặc dù ngôi nhà này khá dài nha, 2 phòng, dán gạch hết, nhiều tiền lắm. Lúc trước là 119 triệu là chưa có đóng là phần la phong này. Đó, rồi la phong này thêm 8 triệu nữa là 127 triệu rồi. Tổng cộng là 127 triệu. Mà không biết là chưa có thống kê số tiền, không biết đến thời điểm bây giờ đủ như thế nào nữa nè. Nói thật là chưa có thống kê, chắc ngày mai mốt gì mới thống kê là coi như thế nào của bác anh chị. Chưa kể mua đồ vật tư, vật dụng này kia. Cô Út thì được sự hỗ trợ là cho thêm cái 30 triệu từ Mạnh Thường Quân nào đó. Cô Út nói cũng mừng cho cô. Thì sau khi mình cắt nhà này mình cũng an tâm là mình chỉ còn 1-2 triệu cho cô sống. Sắp tới rồi mình mua thêm cho cô cái bếp ga, rồi giường này cũng đã có sẵn rồi. Mua thêm mấy cái tấm nệm, rồi mua thêm mấy cái gối, rồi mua thêm mấy cái mùng nữa là xong. Thành nữ nó không có tốn nhiều cái vật dụng. Nhà cắt xong á, thông tin với cô bác anh chị cắt xong mà mua nội thất trong nhà nó gần bằng phân nửa số tiền cắt nhà. Ví dụ ngày xưa ở miền Tây có một cái gì nè, cắt xong là ngoài trước phải có bộ salon. Nhà bình thường nha, không có tiền phải đi hỏi tiền mua bộ salon, mua cái tủ thờ chân vô cho nó đẹp. Mấy cái phần đó nó ngốn tiền nhiều lắm, đúng không anh Một Đồng? Đúng rồi. Và cái vấn đề á, để hôm nay thì mình sẽ nói cho cô chú anh chị nghe để hiểu thêm. Từ trước tới giờ các anh em làm thì thật ra là cái số tiền mà cô chú Mạnh Thường Quân ủng hộ không bao giờ, chưa bao giờ là mình nói là lúc mà mình khởi công á là không bao giờ đủ tiền. Thì mấy anh em cũng làm liều luôn, thì ủng hộ được đến đâu thì làm đến đó. Chứ cho nên đó là cái số tiền là chưa có cái cũng như là ủng hộ nhiều đó thì đâu có dám mà làm mà quyết định là làm một cái căn nhà nó như thế nào được. Thì bây giờ là tùy theo khả năng tiền được bao nhiêu thì các anh em làm bấy nhiêu, còn một phần thì chừa ra để sắm vật dụng trong gia đình để xài cho thời gian sắp tới nữa. Thì nhà cô Út ở Đẳng thì mình mua là gì, bây giờ mua tivi đồ thêm là mua này luôn, nhiều mấy chục triệu rồi. Mà thông tin với cô bác anh chị là nói làm liều thì Bùi Hồ không phải là làm liều, không phải là dạng như là tay không bắt cướp, mà có được sự ủng hộ của anh Lê Quang Nhiêu. Anh nói rằng là còn bao nhiêu thì cứ Mạnh Thường Quân em cứ khởi công xây đi, anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ em cứ khởi công em cất đi, thiếu nhiêu anh lo. Nhưng mà cất ở trong cái giới hạn của sự cho phép của một hoàn cảnh khó khăn.
chứ không phải anh nói như vậy mà mình cứ cắt lên một cái căn nhà tường 200 triệu không được vậy đó. Nên là nữ là mình ví dụ như anh lo để anh ủng hộ thêm thì cái phần ví dụ thiếu 10 triệu 15 triệu thì mình nói với anh đó. Cái thứ hai á, là Bùi Hồ cũng còn một số quỹ của Quý Mạnh Thường Quân đó, nên là nữ là cô chú anh chị ủng hộ vô á thì cắt hết cái phần này á, nếu như mình thiếu 5 triệu 10 triệu thì Bùi Hồ cũng có thể trích quỹ của Mạnh Thường Quân ra để mà làm cho nó trọn vẹn ngôi nhà được đó. Thì từ hai cái nguồn động lực đó nên cứ xây cắt khoảng quay lên 3 ngày là có thể cắt được ngôi nhà, vì có sự hỗ trợ của Quý Mạnh Thường Quân và Bùi Hồ cũng còn một số quỹ của Quý Mạnh Thường Quân nữa, nên là nữ là mới làm như vậy, chứ không có phải là trời ơi bây giờ chết rồi cắt cái nhà này bây giờ 120 mấy triệu bây giờ tự nhiên còn lại 20 mấy triệu rồi tiền đâu bù, không được vậy. Không có làm liều như vậy, mà cũng có sự hỗ trợ chung tay Quý Mạnh Thường Quân, và nói thẳng là Bùi Hồ cũng còn số quỹ của Quý Mạnh Thường Quân nữa, nên là nữ là cứ cắt đi mà mình cắt ở trong cái lương tâm khả năng mình cho phép thôi. Ví dụ nhà này mình cắt 200 triệu 170 triệu đi, gặp ngôi nhà khác khổ cũng y gan cô chính như thế này, cái tự nhiên tiền đâu mà cất, đúng không? Bây giờ tiền của Mạnh Thường Quân có quỹ cũng không có tiền cất nữa, nên là nữ là cái đó là cái khi mà mình làm mình thấy mình đi càng như Bùi Hồ và các anh em đi càng nhiều là thấy càng nhiều hoàn cảnh khổ, hoàn cảnh nào nói Bùi Hồ đưa lên cũng thấy muốn khóc hết. Chẳng hạn như nhà em đeo ở An Giang, Bùi Hồ mới quay nè, bây giờ sửa cái căn bếp không á, em đeo nằm tại chỗ cứ mưa là cứ kéo cái giường lại ấy, kéo tới kéo lui, mà hiện nay thì Bùi Hồ cũng nhận được hơn 10 triệu cho nhà em đeo cùng với mẹ ở An Giang. Cái nhà mà mục nát trên cô bác anh chị, Bùi Hồ dự định sắp tới là sửa cái phần ở trên nhà bếp ở đằng sau, rồi có tiền thì mình sẽ dán gạch lên, cuốn nền dán gạch sơ lên, nhưng mà bây giờ thì cũng chỉ có mới hơn 10 triệu thôi. Thì cô bác anh chị thông tin thật với cô bác anh chị là vì sao Bùi Hồ các xây một hai căn nhà mà quay một clip hai clip thì lại có số tiền dám xây như vậy là gì như vậy ha. Nay là nói môi tim gan ra nói hết luôn rồi đó. Thì sớm anh gợi ý để mà cho cô chú hiểu luôn á. Dạ. Vô ra sao đi em, để cho cô chú xem lại cái căn nhà. Dạ. Cái căn nhà này thì nói chung là nhìn tổng thể có màu của ngôi nhà thì nhìn cũng khá là đẹp ha. Bùi Hồ sau khi mà thấy anh Vũ dán cái phần này đó, nó anh Vũ ơi, mai mốt mà có cách cái nhà mà cho những cái hoàn cảnh khác mình chơi cái màu này đi anh Vũ. Mà anh Vũ nói cái này nó mắc hơn những cái như là những cái alu khác nha. Những cái alu mà không có màu alu trơn rồi, này nó là một cái tấm này nó mắc hơn, anh Vũ nói mắc hơn 100 ngàn hay nhiêu á. Không biết để nữa có gì hỏi Vũ, nhưng mà cái này mắc hơn. Nên là cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là Bùi Hồ cũng nói là các anh á, làm cái cửa nhôm này nè, tính cái cửa nhôm này tổng cộng bao nhiêu đó. Cái cửa nhôm so với cái alu này mình nhìn thấy nó rất là đẹp ha, đúng không? Nên là nữ là hôm nay là tại sao Bùi Hồ trong thời gian rất ngắn là cất nhiều ngôi nhà như vậy là như vậy. Còn cái nhà của chị Tú á, nhà của chị Dứa với mẹ Tú á, là có được sự hỗ trợ của tất cả Quý Mạnh Thường Quân, mà trong đó có bạn Hằng ở Mỹ á, hỗ trợ cũng số tiền rất là lớn, thì Bùi Hồ mới cắt. Nói chung là mọi chuyện đều hữu duyên hết á, và Bùi Hồ và các anh em chỉ là người kết nối với Mạnh Thường Quân cùng với các anh thợ chung tay nhau xây nên một cái ngôi nhà tình thương thôi. Mà ngôi nhà của thông tin lại, ngôi nhà này Bùi Hồ cắt xong cùng với các anh em cắt xong là sẽ đi những cái hoàn cảnh khác, và ở ngôi nhà này chính là những hoàn cảnh khó khăn này ở, và làm sao cho kết cấu bê tông nó vững nhất để cho người ở trong ngôi nhà này họ không cảm thấy phập phồng mỗi khi ngôi nhà nó xuống cấp, hư thì tiền đâu mà sửa. Nên là đỡ làm gì làm, cái kết cấu bê tông nó quan trọng lắm. Tranh thủ buổi sáng kéo cái hồ ở phía trước luôn hả anh Hồng? Dạ. Kéo cho nó khô đặng chiều có thể ra đây dán được luôn. Chiều nay dán gạch anh. Đội dán chân dán trong dán ngoài luôn ha. Anh kéo đường thẳng này nó mau lắm, nhưng mà khi mà anh kéo một cái vô cái góc á, nó bị tốn thời gian anh Hùng ha. Anh khến thì lâu đồ nhỏ á. Dạ. Không phải nói thợ mấy ông thợ chất lượng, chứ anh Hùng ảnh kéo hồ quá. Cô bác anh chị thấy rất là ít gớt hồ. Cái thứ hai là anh xây gạch nhìn đường chỉ đẹp lắm, nhìn dễ thương lắm. Hả, kéo vậy hồi sớm giờ 15 phút không anh Hùng? Không có đó trả lại.
15 phút kéo hết cái tường luôn á, các bạn anh chị thấy không? Kéo vậy sao lớn phụ kịp? Không kịp, nó cũng phải cho kịp. Hay có một cái là cái cây cột đó là nó lắng lẫy bằng sắt á, nhưng mà đưa vô cái dính, đưa vô dính á, nó không bị tụt xuống á. Tại vì nó có thằng này níu nó lại. À. Thằng hồ ở trong á. À. Tường mình á. À. Nắm lại được. Không gần nhớ nhà không anh? Ông không nhớ gì không? Không nhớ gì không? Vợ nghe buồn lắm á. Vậy hỏi nhớ vợ không? Chắc nó nhớ à. Đúng anh Hùng? Đó, đẩy hay ghê không? Trời ơi trời. Cái đó nếu như mà bao nhiêu năm mới làm kéo mà cỡ đó được anh Hùng? Chứ... đi vài tháng vậy? Dạ hả? Dạ. Em với anh Hùng đã bao nhiêu tháng anh Hùng? Chắc cũng gỡ này vài năm hả? Về đây huấn luyện chừng từng lễ à. Đẹp ha. Thôi thì bây giờ buổi sáng ngày hôm nay là các anh chị kéo chỉ là kéo hồ nè, để cho nó khô cái mặt hồ, chiều nay canh dáng, chiều nay nhìn nó dễ thương, đẹp hơn. Nãy giờ Bùi Hồ nói á, thì có gì sai thì cô bác của anh chị thông cảm. Và đó là cái tâm sự thật. Mình nói chung là Bùi Hồ và các em làm YouTube là review để cho cô bác của anh chị thấy được. Và đó là cái công việc mà các anh em kiếm tiền YouTube từ quảng cáo thôi. Từ cái việc quảng cáo và chia sẻ những cái hình ảnh này cho cô bác của anh chị xem. Một là cô bác của anh chị nước ngoài nhớ về quê hương Việt Nam. Hai là thấy những người thợ làm cực khổ như thế nào. Ba là thấy người miền Tây thân thiện ra sao. Nên là nữ là chia sẻ cho cô bác của anh chị biết. Còn cái việc mà cảm nhận riêng của mỗi người nó mỗi khác nhau. Đôi khi ngày hôm nay thì có người nói thì cho là nói nhiều, mà không nói thì không hiểu. Như Úc Đồng Tháp mà quay mà cầm cái máy không, cô bác của anh chị nói, ủa sao không nói gì đâu, nó cũng khổ đúng không? Mà quay mà nói nhiều quá, nhiều chuyện như Bùi Hồ nói, ui, nghe thằng này nói chuyện nó dễ. Thậm chí là có vậy nè, hôm trước là có bà mở xuyến ở biển gửi tiền, tặng tiền cho các anh em để mà coi như bồi dưỡng, như động lực tinh thần. Bà thì không nói gì, bà nói, trời chúc cho các anh em á, sức khỏe dồi dào mọi chuyện á, gì gác hết sang bên bỏ qua. Cái có một cái bình luận thôi, bây giờ tự nhiên mình thấy mình nói cái bình luận nó lên là mình có cái sự sân si đúng không, nhưng mà không nói thì mọi người không hiểu. Giải bài nó càng thêm gượng gạo, nói là Bùi Hồ là thầy giáo nên nó khóc, làm có chuyện nó khóc biết khô túi Mạnh Thường Quân. Nó nói những câu đó nghe đau không? Cái đó là nói thật, môi tâm can ra nói luôn á. Nên hành thử là tiền các anh em làm kiếm được là nhờ từ quảng cáo YouTube. Khô ơi, kết nối được với hoàn cảnh nào thì kết nối. Còn cô bác của anh chị á, mà có góp ý hay là như thế nào thì cảm ơn. Còn mà những cái bình luận theo cái kiểu mà chỉ trích hay soi mói á, thì nên hạn chế lại chút xíu cho nó bớt khẩu nghiệp. Thật kinh khủng lắm. Làm mấy anh làm cũng vất vả lắm rồi. Thế thôi. Coi không được bỏ qua, khỏi đăng ký kênh được nữa. Còn cô bác của anh chị thấy mà làm hợp lý cho một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ. Còn bây giờ hết nhiều chuyện rồi đó, kết thúc lớp clip và chia sẻ. Và mong cô bác anh chị nếu có đồng hành cùng với các anh em thì hãy thương cho ba anh em một đồng uống cùng tháo. Và Bùi Hồ mỗi người một lượt like. Chưa đăng ký thì bấm ở những cái phần subscribe á, nó tiếng nước ngoài là subscribe á, cho một lượt đăng ký để làm động lực cho các anh em đi. Và xem nhớ đăng cho một like luôn ha. Bye bye.